thưa quý vị và các bạn, nói phải giữ uy tín chứ, phải giữ lời. Hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn hai cái đơn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Cái video của tôi có tên là hướng dẫn làm đơn xin áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Tôi sẽ lấy hai cái ví dụ cụ thể này để quý vị và các bạn được hiểu thêm. Thứ nhất là áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời để làm gì? Thưa quý vị và các bạn, bốn cơ quan quyền lực của nhà nước. Thứ nhất là cơ quan điều tra. Thứ hai là viện kiểm sát. Thứ ba là tòa án. Thứ tư là thi hành án. Mới có một cái thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời là một biện pháp cấm chuyển dịch một cái bất động sản gì đó nếu chúng ta tranh chấp. Cũng xin lỗi nếu như mà tôi định nghĩa nó không có được chuẩn. Tuy nhiên rằng là tôi vẫn muốn thông điệp cho đi. Cho nên quý anh chị em đừng có câu chữ mà nói luật sư. Tôi sử dụng thuật ngữ bình dân cho tất cả những cái đối tượng trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi sẽ giới thiệu một cái đầu tiên. Trong một cái vụ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất thì lo ngại cái người mà đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ chuyển dịch. Chuyển dịch gồm có chuyển nhượng, quý vị biết rồi ha, hai bên đất thì chuyển nhượng, cầm cố, đem cái giấy đó cầm cố, thế chấp vay ngân hàng đó quý vị, những cái quyền theo quy định của pháp luật. Trong cái hồ sơ tranh chấp về thừa kế, không biết lý do ba mẹ tôi chết, không biết lý do làm sao mà có một anh chị tôi đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế rằng là cái người này mới sợ. Khi mà tôi khởi kiện tôi sợ chứ, hai ba bữa nữa bán rồi thì cuối cùng lấy cái gì mà thi hành án, lấy gì chi thừa kế, cho nên tôi sợ quá. Tôi phải nộp đơn ở Ủy ban Nhân dân văn phòng đăng ký. Văn phòng đăng ký nói trả lời đúng bằng cái đơn: không, việc này thẩm quyền ở một bốn cơ quan quyền lực thôi, điều tra, viện kiểm sát, tòa án và thi hành án thì mới có thẩm quyền ngăn chặn. Chúng tôi chỉ giữ cho quý vị hồ sơ trong một thời gian nhất định thôi. Vậy thì chúng ta nhất thiết không còn con đường nào khác để mà bảo vệ cái việc mà khi chúng ta kiện không còn là đồng, gọi là đồng không nhà trống, thì chúng ta phải áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Như vậy nha, nôm na nói như vậy, cái tôi đi kiện cái kia viết này nó là bất động sản, thì để cái viết này không bị mua bán, không bị chuyển nhượng, không bị cầm cố, không bị thế chấp cho cá nhân ai, thì tôi phải có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Trong đơn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời, tôi có đóng số tiền gọi là phong tỏa tài khoản. Vì tí nữa tôi sẽ nói về cái vấn đề này. Thì trong cái hướng dẫn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời, chúng ta sẽ làm cái đơn, đơn ngay tại tòa án mà chúng ta gửi đơn xin giải quyết tranh chấp, ngay tại cái đó. Thứ nhất là chúng ta về nhân thân thì thôi tôi không nói. Nhân thân là chứng minh nhân dân, hộ khẩu, tôi là ai, tôi là nguyên đơn gì gì đó. Thứ hai là chúng ta sẽ mô tả được cái quan hệ tranh chấp, giống như đơn khởi kiện thôi. Nếu quý vị và các bạn là tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất thì quý vị và các bạn sẽ nói rằng là tôi tranh chấp thừa kế. Nếu quý vị và các bạn tranh chấp về hợp đồng ủy quyền thì quý vị sẽ mô tả về tranh chấp, về lý do tại sao có cái giao dịch đó. Nếu quý vị và các bạn tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì chúng ta cũng sẽ nói đúng vào cái hồ sơ, mô tả, gọi là mô tả mối quan hệ tranh chấp. Nếu chúng ta tranh chấp về hợp quyền sử dụng đất của ai thì chúng ta cũng sẽ gọi là mô tả được lý do tại sao dẫn đến tranh chấp. Và cái việc tranh chấp này đang, quý tòa ơi, quý tòa đang thụ lý giải quyết. Cái này mới quan trọng. Cái thứ ba, đó là cái gì? Yêu cầu
Thì theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự thì có rất nhiều những cái biện pháp gọi là áp dụng, như là phong tỏa tài sản, như là cấm chuyển dịch, hoặc là nhiều thực hiện, hoặc cấm thực hiện, hoặc thực hiện một cái hành vi nào đó. Tuy nhiên hôm nay tôi chỉ nói dân giả cho quý vị và các bạn thôi. Tức là tôi chỉ nói cho quý vị và các bạn về hành vi cấm nào đó, đóng băng nó lại. Để chi? Để chúng ta chờ cái phán quyết có hiệu lực pháp luật. Trong cái nội dung này tôi xin nhắc lại quý vị và các bạn nha, chúng ta sẽ chỉ rõ, chúng ta biết một cái thông tin của cái đất này, số tờ, số thửa, tờ bản đồ. Có thể cái miếng đất mà chúng ta yêu cầu được áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời nó trùng với cái đối tượng là chúng ta đang khởi kiện ở tòa án. Cũng có thể là cái việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời nó là một miếng đất nhưng thuộc quyền sở hữu, thuộc quyền sử dụng của ai đó, mà là của bị đơn đó. Và chúng ta khi chúng ta áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời thì chúng ta phải lý giải gì? Cụ thể trong quá trình giải quyết vụ kiện là cấm ông Nguyễn Văn A có hành vi chuyển dịch cái quyền sử dụng đất, cấm chuyển dịch quyền sở hữu nhà tọa lạc tại địa chỉ nào đó theo giấy chứng nhận, theo giấy chứng nhận chủ sở hữu, theo giấy chứng nhận chủ quyền nhà, và nếu được thì chúng ta sẽ kẹp vào. Đủ. Thưa quý vị và các bạn, nói dông, nói dài, nói dai thì thầy nói dở. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị lại một lần nữa về bản chất của đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Trong đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời, chúng ta phải nêu bật được cái tên của đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Thứ hai là chúng ta mô tả được mối quan hệ tranh chấp mà chúng ta đang yêu cầu và nhờ tòa, và tòa đang thụ lý giải quyết cho tới thời điểm chúng ta yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ mô tả làm cái gì? Mô tả một cái miếng đất, một cái nhà, một cái bất động sản nào đó mà chúng ta cho rằng nếu trong trường hợp chúng tôi không có yêu cầu thì khi bản án có hiệu lực pháp luật chúng tôi sở thành là không có được. Một cái duy nhất là thông thường thì tùy theo tùy nghi của tòa án, một số anh chị thẩm phán sẽ quyết định rằng áp dụng 100% giá trị, áp dụng 50% giá trị, áp dụng một số tiền tượng trưng, thì tùy vào cái sự uyển chuyển, cái sự linh động, và chúng ta cũng phải hỏi để tránh những trường hợp là tòa, khi mà tòa ban hành cái quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời thì chúng ta lại không có cái phần phí đó. Kết lại cái câu chuyện này thì tôi cũng đã hơn một lần, không dám nói nhiều, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời thành công cho một đương sự. Thì nội dung cơ bản thì tôi sẽ xin kể lại cho quý vị và các bạn nghe. Đó là quyết định số 02 năm 2006 của tòa án ngày tháng 6 năm 2016, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Căn cứ vào khoản 1 điều 99 và khoản 1 điều 101 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Cũng xin nói với quý vị và các bạn thì hiện tại là Bộ luật Tố tụng Dân sự đã thay đổi. Tuy nhiên rằng là cái này là theo luật cũ, cho nên thì bây giờ mình cứ hiểu về mặt bản chất đi, chứ để hồi nữa vòng vòng nói về luật sư thì nói sai luật. Tôi chỉ lấy một cái quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời để tặng quý vị và các bạn. Sau khi xem xét đơn yêu cầu và biện pháp áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời của ông bà gì đó tọa lạc đó là nguyên đơn trong vụ tranh chấp quyền sử dụng đất, sau khi xem xét những chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời, xét thấy việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời là cần thiết. Tòa nói mà cần thiết, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản mấy của Bộ luật Dân sự cấm ông A
có hành vi chuyển quyền sử dụng đất đối với phần đất có diện tích 100 m vuông thuộc thửa số 1 tờ bản đồ số 2 tọa lạc tại ấp 1 xã A, huyện B. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Thì thông thường thì sau khi có quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời thì các cái ông bà đã gửi đến cái những cái cơ quan, nhưng đặc biệt là cái cơ quan văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất qua thi hành án để thực hiện cái quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là cho tới thời điểm này thì chúng ta sẽ song hành trên hơn 400 video nói về luật. Hy vọng rằng tôi sẽ còn có đủ thời gian, còn đủ sức khỏe để tiếp tục mỗi ngày một video vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe một cái trải nghiệm trong cuộc đời hành nghề luật sư, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.